30. Đại trưởng lão Ananda. A. Nguyện vọng quá khứ. Trở lại vào thời cách đây trên 100.000 đại kiếp, Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá sanh ra vào trong kinh thành Hamsawati, con trai của vua Ananda và hoàng hậu Sujata. Hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật là trưởng lão Đê Quá Lá và trưởng lão Sujata. Hai vị nữ tinh văn là trưởng lão Ni Amita và trưởng lão Ni Asama. Thị giả của Đức Phật là trưởng lão Sumana. Đức Phật có 100.000 tỳ khưu đệ tử và đặc ân phục vụ các nhu cầu của Ngài dành cho vua cha. Đức Phật và chúng tăng trú ngụ gần kinh thành và các Ngài đi khất thực hàng ngày từ nơi đây. Trước khi từ bỏ thế gian, Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá có một người em trai cùng cha khác mẹ, hoàng tử Sumana, trưởng lão Ananda tương lai. Vua Ananda sắc phong cho hoàng tử Sumana làm lãnh chúa một châu quận, cách kinh đô 120 do tuần. Thỉnh thoảng, hoàng tử về thăm phụ vương và người anh cả là Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Một hôm nọ, một cuộc nổi loạn ở vùng biên giới xảy ra. Hoàng tử tâu vấn đề lên đức vua. Đức vua nói rằng, không phải con được chỉ định đến đó để gìn giữ luật pháp và trật tự sao? Hoàng tử nhận được câu trả lời của đức vua, bèn thân chinh đi dẹp loạn và lập lại hòa bình. Đức vua lấy làm hoan hỷ và cho gọi người con trai đến ý kiến mình. Hoàng tử Sumana lên đường đi đến hoàng cung có 1.000 quan chức tháp tùng. Trên đường đi, vị ấy bàn bạc với họ về phần thưởng mà vị ấy nên nói ra nếu phụ vương ban cho vị ấy một đặc ân. Một số quan chức thì đề nghị voi, ngựa, thị trấn, ngọc ngà, vân vân. Nhưng một vài người có trí trong số họ đề nghị rằng, thưa hoàng tử là con trai của đức vua, những phần thưởng về vật chất không phải là quả cho ngài. Ngài có thể có chúng nhưng phải xa lìa chúng sau khi chết. Ngài xin một đặc ân mà thuộc về phước báu. Riêng phước báu sẽ là tài sản thực sự của ngài khi ngài rời khỏi kiếp sống này. Thế nên, đức vua ban cho ngài một đặc ân thì hãy xin được hầu hạ Đức Phật trong một mùa an cư. Hoàng tử rất hoan hỷ với ý tưởng này. Các vị quả thật là những người bạn của ta. Ta chưa bao giờ có một ý tưởng cao quý như vậy. Ta chấp nhận lời khuyên của các bạn. Khi đến hoàng cung, hoàng tử được đón tiếp bằng tình thương to lớn và sự quý mến của phụ vương. Người ôm hoàng tử hôn lên trán và nói rằng, này con, trẫm sẽ ban cho con một đặc ân. Con muốn đặc ân nào hãy nói ra. Hoàng tử đáp lại, tâu đại vương, con ước kiếp sống hiện tại sanh ra kết quả dồi dào cho tương lai, thay vì đi mà không có gì cả. Với mục đích ấy, con muốn hầu hạ anh cả của con là Đức Phật trong 3 tháng của mùa an cư, cầu xin phụ vương ban cho con đặc ân này. Đức vua đáp lại, này con thân, trẫm không thể ban đặc ân này, hãy chọn đặc ân khác. Tâu phụ vương, hoàng tử Sumana nói, lời nói của hoàng đế vững vàng như núi đá, con không muốn điều gì khác, con chỉ chọn ước muốn ấy thôi. Khi ấy đức vua nói rằng, này con thân, ai biết Đức Phật nghĩ gì? Nếu ngài không chấp nhận sự thỉnh mời của con, thì sự nhượng bộ của trẫm có lợi ích gì? Trong trường hợp ấy, thưa phụ vương, con sẽ đi và tự mình thỉnh cầu Đức Phật và tìm hiểu xem ngài nghĩ gì về thỉnh cầu của con. Hoàng tử Sumana đáp lại. Sau khi khiến đức vua chấp nhận đặc ân, hoàng tử Sumana đi đến tịnh xá của Đức Phật. Khi hoàng tử đến nơi, thì Đức Phật vừa mới đi vào phòng riêng của ngài, sau khi đã độ thực xong. Hoàng tử Sumana đi đến giảng đường chánh pháp và gặp các tỳ khưu ở đó. Họ hỏi vị ấy đến với mục đích gì. Thưa chư đại đức, con đến để gặp Đức Thế Tôn. Thưa vị nào chỉ giùm con hiện Đức Phật đang ở đâu? Thưa hoàng tử, các vị tỳ khưu nói, chúng tôi không có quyền gặp Đức Phật, và khi nào có dịp, chúng tôi cũng muốn ý kiến ngài. Vậy ai có quyền ấy? Hoàng tử dò hỏi. Thưa hoàng tử, tỳ khưu Sumana có quyền ấy. Họ nói, đại đức Sumana giờ đang ở đâu? Sau khi được dẫn đến chỗ của tỳ khưu Sumana, hoàng tử đi đến đảnh lễ và nói rằng, thưa đại đức, con muốn ý kiến Đức Thế Tôn, xin đại đức hoan hỷ dẫn con đến gặp ngài. Tỳ kheo Sumana nhập thiền đề mục Apokasina ngay trước mặt hoàng tử và nguyện cho quả đất biến thành nước. Vị ấy lặn vào nước do tâm tạo ra và xuất hiện bên trong hương phòng của Đức Phật. Đức Phật hỏi vị ấy đến có việc gì. Tỳ khưu Sumana trả lời, bạch Thế Tôn, hoàng tử Sumana đến ý kiến Thế Tôn. Nếu vậy hãy sửa soạn chỗ ngồi cho Như Lai. Đức Phật nói, tỳ khu Sú Ma Ná biến mất vào trong nước từ hương phòng của Đức Phật và hiện lên từ dưới nước, ngay trước mặt hoàng tử trong tịnh xá, và sửa soạn chỗ ngồi dành cho Đức Phật. Hoàng tử Sú Ma Ná rất ấn tượng về năng lực thần thông của tỳ khu Sú Ma Ná. Đức Phật Bá Đú Mút Ta Rá ra khỏi hương phòng và ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Hoàng tử Sú Ma Ná đảnh lễ Đức Phật và trao đổi những lời chào hỏi thân mật với Ngài. Hoàng tử đến đây từ lúc nào thưa Hoàng tử? Đức Phật hỏi, bạch Thế Tôn, con đến đây từ khi Thế Tôn trở về hương phòng. Hoàng tử đáp lại, các tỳ khu nói rằng các vị không có quyền gặp Thế Tôn khi họ muốn, và đã dẫn con đến Đại Đức Sú Ma Ná. Về phần Đại Đức Sú Ma Ná, vị ấy vừa nói xong một từ thì đã thông báo sự hiện diện của con với Thế Tôn và cũng sắp xếp để con gặp được Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đoán chừng Đại Đức Sú Ma Ná thân thiết với Thế Tôn trong giáo pháp này. Thưa Hoàng tử, điều mà Hoàng tử nói là đúng sự thật. Tỳ khu Sú Ma Ná thân thiết với Như Lai trong giáo pháp này. Bạch Đức Thế Tôn, phước báo nào dẫn dắt mọi người trở thành tỳ khu đệ tử thân thiết với Như Lai? Thưa Hoàng tử, bằng cách bố thí, trì giới và thọ trì các điều học, người ta có thể phát nguyện trở thành tỳ khu đệ tử thân thiết với Đức Phật. Hoàng tử Sú Ma Ná lúc bấy giờ có cơ hội chân chánh để thỉnh Đức Phật đến cung điện của vị ấy để cúng dường. Vị ấy nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, con muốn trở thành tỳ khu đệ tử thân thiết với Đức Phật tương lai, giống như Đại Đức Sú Ma Ná. Cầu xin Thế Tôn thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày mai. Đức Phật im lặng nhận lời. Hoàng tử trở về những khu vực tạm thời của vị ấy trong kinh thành và lo sửa soạn cho sự cúng dường to lớn diễn ra 7 ngày trong những khu vực tạm thời của vị ấy. Vào ngày thứ 7, Hoàng tử Sú Ma Ná đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng, bạch Thế Tôn, con đã được sự đồng ý của vua cha là được phép hầu hạ Thế Tôn trong 3 tháng mùa an cư. Cầu xin Ngài cho phép con được hầu hạ trong 3 tháng mùa an cư. Đức Phật quán xét xem lợi ích sẽ phát sanh cho Hoàng tử hay không nếu thỉnh cầu của vị ấy được chấp thuận. Và Ngài thấy rằng lợi ích sẽ phát sanh, nói rằng, này Hoàng tử, Thế Tôn thích ở nơi vắng vẻ. Bạch Thế Tôn, con hiểu. Bạch Thiện Thệ, con hiểu. Hoàng tử nói, bây giờ con sẽ xây dựng một tịnh xá dành riêng cho Thế Tôn. Khi nào hoàn thành, con sẽ sai sứ giả thỉnh Đức Thế Tôn. Khi ấy, cầu xin Ngài và 100.000 vị tỳ khu đi đến tịnh xá của con. Hoàng tử ra đi sau khi được Đức Phật đồng ý. Rồi vị ấy đi ý kiến Phụ Vương và nói rằng, tâu Phụ Vương, Đức Phật đã đồng ý đi đến chỗ của con. Khi con sai sứ giả đi báo tin, thời gian Đức Phật đi đến, thì xin Phụ Vương lo liệu để hộ tống Đức Phật. Vị ấy đảnh lễ Đức Vua và rời khỏi Hoàng cung. Rồi vị ấy xây dựng một chỗ nghỉ ngơi dành cho Đức Phật, ở những chặng đường cách nhau 1 do tuần, dọc theo con đường dài 120 do tuần, từ Kinh Đô đến khu vực của vị ấy. Khi trở về thị trấn, Hoàng tử chọn một khu vực thích hợp để xây dựng một tịnh xá dành cho Đức Phật. Hoàng tử mua chỗ đất ấy là một khu vực do trưởng giả Sô Phá Ná sở hữu với giá 100.000 và bỏ thêm 100.000 khác để xây dựng. Vị ấy xây dựng một hương phòng dành cho Đức Phật, những chỗ ngụ dành cho 100.000 vị tỳ khu, những nhà vệ sinh, những cốc liêu, những cái hang động nhỏ và những cái láng. Một số dùng cho ban ngày và một số dùng cho ban đêm. Hàng rào quanh tịnh xá có cổng ra vào. Khi mọi thứ đã được hoàn tất, Hoàng tử sai sứ giả đi đến Đức Vua để hộ tống Đức Phật khởi hành lên đường. Vua Ananda cúng dường vật thực đến Đức Phật và 100.000 vị tỳ khu. Rồi vị ấy bạch với Đức Phật, thưa Thế Tôn, người em của Thế Tôn đã chuẩn bị tất cả sự cần thiết để đón tiếp Ngài và tha thiết mong mỏi Ngài đến. Đức Phật thực hiện chuyến đi có 100.000 vị tỳ khu tháp tùng, nghỉ đêm ở những nhà nghỉ được dựng lên, dọc theo con đường ở những chặng dừng cách nhau 1 do tuần. Con đường dài 120 do tuần rất tiện nghi. Hoàng tử Sú Ma Ná đón tiếp Đức Phật từ khoảng cách xa 1 do tuần, dọc theo con đường cách chỗ ngụ của vị ấy. Khi làm lễ cung nghinh với những bông hoa và những vật thơm, vị ấy đưa Đức Phật và chúng tăng đi vào tịnh xá. Rồi vị ấy cúng dường tịnh xá đến Đức Phật và nói lên câu kệ sau đây: Xá tá xá hát xê ná mê ki tăng, xá tá xá hát xê ná ma pí tăng, xô phá năng na má uy gia năng, bá tiếp gan há ma ha mú ní. Ôi bậc đại hiền của chư thánh, con Súma Ná đã mua khu vườn Sô Phá Ná với giá 100.000 và xây dựng tịnh xá này với giá 100.000. Cầu xin bậc đại hiền thánh thọ lãnh vật thí tịnh xá này của con. Ông hoàng Súma Ná cúng dường tịnh xá vào ngày đầu mùa an cư. Sau khi sự cúng dường đã hoàn tất, vị ấy triệu tập gia đình và tùy tùng lại rồi nói rằng: Đức Thế Tôn đã đến từ một quãng đường xa, 120 do tuần. Chư Phật xem trọng giáo pháp, chứ không phải vật chất cúng dường. Vấn đề là như vậy, ta sẽ ở lại đây trong 3 tháng, tại tịnh xá này của Đức Phật, chỉ sử dụng 2 bộ y phục và thọ trì thập giới. Các ngươi sẽ hầu hạ Đức Phật và 100.000 vị tỳ khưu trong 3 tháng như đã làm ngày hôm nay. Và như vậy, vị ấy trải qua mùa an cư trong tịnh xá. Hoàng tử Súma Ná bảo đảm rằng Đức Phật không ngụ xa vị thị giả. Đại đức Súma Ná, người chăm lo tất cả mọi nhu cầu của Ngài, vì ấy bắt chước vị tỳ khưu kia và quyết tâm trở thành vị tỳ khưu đệ tử thân thiết của một vị Phật tương lai. Thế nên, khoảng 1 tuần trước khi kết thúc thời gian an cư, vị ấy cúng dường đại thí đến Đức Phật và chúng tăng. Vào ngày thứ 7 của lễ cúng dường đại thí, vị ấy đặt 1 bộ tam y trước mỗi vị tỳ khưu, gồm 100.000 vị và đảnh lễ Đức Phật. Tất cả những việc phước của con mà bắt đầu tại kinh đô Hamsawati, tại những khu vực tạm của con, không phải để có được những vinh quang trong tương lai thuộc về thế tục, ví như làm sắt cá, hoặc đê quá, hoặc ma rá. Ước nguyện của con đối với những việc phước này là trở thành thị giả của một vị Phật trong tương lai. Đức Phật xem xét vấn đề, khi thấy rằng ước nguyện của vị hoàng tử sẽ thành tựu, bèn nói lời tiên tri và ra đi. Khi nghe lời tiên tri của Đức Phật Bá Đú Mút Ta Rá, hoàng tử rất tin tưởng vào sự chắc chắn trong lời công bố của Đức Phật, tựa như vị ấy sẽ trở thành thị giả của Đức Phật Gautama vào ngày mai, đang mang y và bát của Đức Phật. Những thiện nghiệp trong thời kỳ chuyển tiếp. Hoàng tử Súma Ná trải qua 100.000 năm làm các việc phước, thời của Đức Phật Bá Đú Mút Ta Rá. Khi mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, vị ấy cúng dường chiếc áo khoác đến một vị tỳ khưu đang đi khất thực để dùng làm cái đế lót bát. Khi mạng chung trong kiếp sống ấy, vị ấy được tái sanh vào cõi chư thiên. Sau kiếp sống ấy, vị ấy tái sanh vào cõi người và làm vua nước Varanasi. Khi đứng ở tầng trên của cung điện, vị ấy trông thấy 8 vị Phật độc giác đang đi trên hư không từ ngọn núi Gandamadana. Vị ấy thỉnh các ngài đến hoàng cung và cúng dường vật thực. Vị ấy cũng xây 8 chỗ ngụ trong những khu vườn của hoàng gia để làm nơi cư trú cho 8 vị Phật độc giác. Hơn nữa, vị ấy cũng làm 8 chỗ ngồi có điểm tô châu báu dành cho các ngài sử dụng trong dịp viếng thăm hoàng cung, lại thêm 8 cái đế bằng hồng ngọc để đặt những cái bát của các ngài. Vị ấy hầu hạ 8 vị Phật độc giác trong 10.000 năm. Đây là những việc phước nổi bật. Trong thời kỳ xen giữa 100.000 đại kiếp, vị ấy cũng thực hiện nhiều thiện nghiệp trong thời gian ấy. Đời sống Sa môn trong kiếp chót. Sau khi thực hành nhiều việc phước và nhờ đó gieo tạo những hạt giống công đức, trong thời kỳ xen giữa của 100.000 đại kiếp, trưởng lão Ananda trong tương lai đã tái sanh vào cõi trời Tú Xí Tá Đê Quá cùng với Đức Phật đương lai Gautama. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, vị ấy tái sanh làm con trai của hoàng tử Amitodana trong kinh thành Kapilawathu, tên là Ananda, nghĩa là niềm vui sướng mà vị ấy tạo ra do sanh vào gia đình. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Phật Gautama đến Kapilawathu, một số hoàng tử Sakya do hoàng tử Phách Đí Giá dẫn đầu đã từ bỏ thế gian và trở thành những vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật khi ngài đang lưu trú trong khu rừng Anubhiya gần thị trấn có cùng tên ấy. Hãy xem Đại Phật Sử cuốn 3. Ananda an trú trong quả thánh nhập lưu Sotapatti Phá Lá. Không bao lâu sau khi trở thành tỳ khưu, Đại đức Ananda lắng nghe bài pháp của Đại đức Mantaniputta Punya và chứng đắc thánh quả nhập lưu. Phần này được ghi lại trong bộ Samyutta Nikaya Khandavagga Samyutta 4 Theravagga 1 Ananda Sutta. Nội dung chính của bài kinh ấy như sau. Thời gian Đức Phật đang lưu trú ở tịnh xá Chetawana, kinh thành Sawathi, Đại đức Ananda nói với các vị tỳ khưu: Thưa các tôn giả, Và các vị tỳ khưu đáp lại: Hiền giả, Đại đức Ananda nói rằng: Thưa các bạn, Đại đức Mantaniputta Punna đã giúp chúng ta rất nhiều khi chúng ta mới xuất gia tỳ khưu. Vì ấy khuyên chúng ta bằng giáo giới này. Này hiền giả Ananda, có một nguyên nhân mà ngã mạn, tôi là, khởi sanh qua ái dục và tà kiến. Như vậy, nhóm 3, bát banh chá, gồm ái dục, ngã mạn và tà kiến, tạo ra vòng luân hồi bất tận. Nó không sanh lên nếu không có một nguyên nhân. Do bởi nhân gì mà ngã mạn, tôi là, sanh khởi. Do bởi sắc, rupa, mà ngã mạn, tôi là, cùng với những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi. Không có nguyên nhân như vậy thì ngã mạn tôi là không sanh khởi. Do bởi thọ, vedana, tưởng, sanya, hành, sankhara, do bởi thức, viññāna, mà ngã mạn tôi là, cùng với những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi. Không có nguyên nhân như vậy thì ngã mạn tôi là không sanh khởi. Này hiền giả Ananda, tôi sẽ cho một ví dụ. Nếu một người phụ nữ hay một người nam trẻ thích tự trang điểm mình, nhìn hình ảnh của cô ta hay khuôn mặt của anh ta trong một tấm gương sáng và sạch sẽ, hay trong một bát nước trong, thì cô ta hay anh ta sẽ thấy nó dựa vào một nguyên nhân, tức là hình ảnh của cô ta hay anh ta và bề mặt của tấm gương hay nước phản chiếu, và không có gì khác. Này hiền giả Ananda, cũng vậy, do bởi sắc mà ngã mạn mana, tôi là, cùng với những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi. Không có nguyên nhân như vậy thì nó không sanh khởi. Do bởi thọ, vedana, tưởng, sanya, hành, sankhara, do bởi thức, viññāna, mà ngã mạn tôi là, cùng với những pháp câu hữu của nó là ái dục và tà kiến sanh khởi. Không có những nguyên nhân như vậy thì nó không sanh khởi. Này hiền giả Ananda, hiền giả nghĩ gì về điều tôi sắp hỏi hiền giả? Sắc là thường hay vô thường? Vô thường thưa tôn giả. Cuộc đàm đạo tiếp tục như trong bài kinh Anatta Lakkhana Sutta. Không có gì thêm nữa để làm cho sự chứng ngộ đạo mắc gá. Thưa các hiền giả, Đại đức Mantaniputta Punna đã giúp chúng ta rất nhiều khi chúng ta mới xuất gia tỳ khưu. Vì ấy khuyên chúng ta bằng giáo giới trên. Do nghe sự giảng giải của Đại đức Mantaniputta Punna, tôi đã đạt được trí tuệ về tứ thánh đế, tức là chứng đắc quả thánh nhập lưu, Sotapatti Phá Lá. Liên quan đến bài pháp kể trên, điều rõ ràng là Đại đức Ananda trở thành bậc thánh nhập lưu, Sotapanna, sau khi nghe bài pháp của Đại đức Mantaniputta Punna và ví dụ cái gương. Sự chỉ định Ananda làm thị giả của Đức Phật. Trong 21 năm đầu của Đức Phật, gọi là sơ giác thời, Đức Phật không có một thị giả thường trực nào trong thời gian ấy. Một số tỳ khưu làm thị giả của Đức Phật, mang bát và y cho Ngài. Những vị tỳ khưu ấy là Đại đức Nagasamala, Nagita, Uppawana, Sunakhata, trước kia là một hoàng tử Lichavi, Chunda, em trai của Đại đức Sariputta, Sagata, Radha, Meghiya. Vào một dịp nọ, Đức Phật được hầu hạ bởi Đại đức Nagasamala. Đang đi trên một quãng đường dài thì đến chỗ rẽ hai ngã. Đại đức Nagasamala khi rời khỏi con đường chính nói với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con sẽ đi con đường này từ hai ngã đường. Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đến đây, chúng ta hãy đi con đường khác. Khi ấy Đại đức Nagasamala nói một cách thiếu nhẫn nại: Bạch Thế Tôn, hãy cầm lấy những thứ này, con sẽ đi con đường khác. Bèn xoay người đi rồi đặt y bát của Đức Phật xuống đất. Nhân đó, Đức Phật nói với vị ấy rằng: Này tỳ khưu, hãy đưa chúng cho Như Lai, và Ngài phải tự thân mang chúng, và rồi đi theo con đường mà Ngài đã chọn. Trong khi đó, Đại đức Nagasamala đi con đường khác, rời bỏ Đức Phật. Khi Đại đức Nagasamala đi được một đoạn ngắn, thì vị ấy bị một băng cướp tước lột y và bát, đánh vào đầu của vị ấy. Khi máu trên đầu chảy xuống, vị ấy nhớ đến Đức Phật như là chỗ nương tựa duy nhất và trở lại với Ngài. Đức Phật hỏi: Này tỳ khưu, điều gì đã xảy đến cho con? Đại đức Nagasamala bèn kể lại câu chuyện. Và Ngài nói rằng, này Tỳ Khưu, hãy can đảm lên, do thấy trước mối nguy hiểm này, Như Lai đã bảo con đừng đi con đường ấy. Đây là một trong những biến cố dẫn đến sự chỉ định một thị giả thường trực. Một dịp khác, trong mùa an cư thứ 13, Đức Phật đang ngủ trên núi tại đồi Cha Lý Cá. Sau khi đi khất thực trong ngôi làng Chan Tú, Ngài cùng với người thị giả tạm thời là trưởng lão Mê Gí Giá, đang đi trên bờ sông Tí Mí Ca Lá. Lúc đó Đại Đức Mê Gí Giá nhìn thấy khu vườn xoài, bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin hãy cầm lấy bát và đại y của Ngài, con muốn hành thiền trong khu vườn xoài ấy. Đức Phật đã ngăn cản vị ấy đến 3 lần, đừng làm như vậy, nhưng vị ấy không nghe. Sau đó, ngay khi trưởng lão Mê Gí Giá ngồi trên tảng đá để bắt đầu hành thiền, thì 3 bất thiện tầm áp chế vị ấy. Vị ấy trở lại với Đức Phật và trình bày những gì đã khởi sanh trong tâm khi vị ấy cố gắng hành thiền. Đức Phật an ủi nói rằng, vì thấy điều sắp xảy ra đến con, Như Lai đã khuyên con đừng lai vãng chỗ ấy. Muốn biết chi tiết về biến cố này, hãy xem Đại Phật Sử cuốn 4. Đây là một ví dụ khác dẫn đến sự chỉ định một thị giả thường trực. Do bởi những điều bất cập như vậy, nên Đức Phật trong một dịp, khi đang ngồi trên Phật tọa tại hội trường, trong khu vực thuộc phòng riêng của Đức Phật, ở tịnh xá Chetawana, đã nói với các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, Như Lai giờ đây đã già rồi. Khi ấy, Ngài đã trên 50. Một số tỳ khưu hầu hạ Như Lai, thường không đi theo con đường mà Như Lai đã chọn, ám chỉ Đại Đức Mê Gí Giá. Một số tỳ khưu lại còn nghĩ đến việc bỏ y và bát của Như Lai trên đất, ám chỉ Đại Đức Naga Sama Lá. Bây giờ, hãy chọn một tỳ khưu sẽ theo hầu Như Lai thường xuyên. Sau khi nghe những lời ấy, nhiều cảm xúc trỗi dậy trong các tỳ khưu. Rồi trưởng lão Sariputta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ Đức Phật rồi bạch rằng, bạch Thế Tôn, trong một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, con đã thực hành viên mãn các pháp Ba La Mật, đơn giản chỉ là để trở thành đệ tử của Ngài. Một người có trí tuệ như con phải được xem là người thích hợp để làm thị giả thường trực cho Thế Tôn. Xin phép cho con được hầu hạ Ngài. Đức Phật nói rằng, điều ấy không thích hợp. Này Sariputta, bất cứ nơi đâu con có mặt, thì nơi đó có chánh pháp. Vì con thuyết giảng chánh pháp, giống như Như Lai thuyết giảng. Do đó, con không có bổn phận phải hầu hạ Như Lai. Sau khi Đức Phật đã tán dương những ân đức của trưởng lão Sariputta và lặp lại đề nghị một thị giả hầu hạ cho Ngài, trưởng lão Móc Ganh La Ná đứng ra xin được hầu hạ Thế Tôn, nhưng cũng bị từ chối. Rồi 80 vị đại đệ tử của Đức Phật cũng tình nguyện làm thị giả. Tất cả đều tình nguyện được làm thị giả. 8 đặc ân của Ananda. Đại đức Ananda im lặng, không xin làm thị giả. Khi ấy các tỳ khưu thúc giục vị ấy, này hiền giả Ananda, mỗi thành viên trong chúng tăng đều tình nguyện làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Hiền giả cũng nên tự mình đề nghị. Đại đức Ananda nói với họ rằng, thưa các tôn giả, một địa vị liên quan đến Đức Thế Tôn không phải là điều gì được cầu xin. Đức Thế Tôn có lưu ý đến tôi. Nếu Đức Thế Tôn lưu ý, thì Ngài sẽ nói rằng, này Ananda, hãy làm thị giả của Như Lai. Rồi Đức Phật nói với các vị tỳ khưu, này các tỳ khưu, Ananda không cần lời khuyên của bất cứ ai để hầu hạ Như Lai, vì ấy sẽ tự ý làm điều ấy. Nhân đó các tỳ khưu mới nài xin Đại đức Ananda, nói rằng, này hiền giả Ananda, hãy đứng dậy và hãy xung phong làm thị giả thường trực. Khi ấy Đại đức Ananda đứng dậy khỏi chỗ ngồi và xin Đức Phật ban cho 8 đặc ân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài đồng ý với 4 điều kiện cần tránh, thì con sẽ làm thị giả thường trực cho Đức Thế Tôn. 1. Thế Tôn sẽ không cho con những y phục tốt mà Thế Tôn đã thọ lãnh. 2. Thế Tôn sẽ không cho con vật thực ngon. 3. Thế Tôn sẽ không để con ở chung chỗ ngụ dành cho Ngài. 4. Thế Tôn sẽ không dẫn con đến nhà của những thiện tín hộ độ khi họ thỉnh Ngài. Đức Phật nói với Đại đức Ananda, này Ananda, con thấy những điều bất lợi nào trong 4 điều này? Và Đại đức Ananda giải thích như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu con được cho 4 món vật dụng mà Ngài đã thọ dụng, thời chắc chắn sẽ khởi sanh sự phê bình rằng Ananda có đặc lợi về: 1. thọ lãnh những y phục tốt của Đức Thế Tôn đã thọ lãnh. 2. Thọ lãnh vật thực tốt của Đức Thế Tôn đã thọ lãnh. 3. Được ở chung hương phòng của Đức Phật. Và 4. Được vinh dự theo Đức Phật, đến nhà của các thí chủ. Con thấy những lời phê phán như vậy là những điều bất lợi. Hơn nữa, Đại đức Ananda cũng xin Đức Phật thêm 4 đặc ân. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn ban cho con 4 đặc ân này, thì con sẽ trở thành thị giả thường trực của Ngài. 1. Xin Thế Tôn đồng ý đi đến những chỗ mà con thỉnh mời. 2. Xin Thế Tôn tiếp kiến những vị khách phương xa ngay khi họ đến. 3. Xin Thế Tôn giải thích cho con bất cứ những điểm giáo pháp nào mà đối với con cần được làm sáng tỏ. 4. Xin Thế Tôn nói lại cho con tất cả những bài pháp mà Ngài đã thuyết mà không có sự hiện diện của con. Đức Phật nói với Đại đức Ananda: Này Ananda, con thấy những lợi ích nào trong 4 đặc ân này? Đại đức Ananda giải thích như vậy: Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp này mà có 8 đặc tánh kỳ diệu. 1. Một số thí chủ có lòng tịnh tín sâu sắc đối với Đức Phật, họ không thể trực tiếp đến gặp Thế Tôn để thỉnh Ngài về nhà của họ. Họ sẽ yêu cầu con là thị giả của Đức Phật, và con sẽ được phép thay mặt Thế Tôn nhận lời thỉnh mời của họ. 2. Những thiện tín mà từ nơi xa đến đảnh lễ Đức Phật thì cần được cho phép ý kiến mà không phải đợi lâu. 3. Bất cứ khi nào con chưa thỏa mãn về một câu pháp nào đó của Thế Tôn, thì con là thị giả của Ngài, cần được phép hỏi Thế Tôn để những điểm chưa rõ ràng ấy của giáo pháp được giải thích rõ hơn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Thế Tôn không đáp ứng yêu cầu của con là chấp nhận những lời mời của các thí chủ qua trung gian của con, hoặc không đáp ứng yêu cầu của con là đại diện cho những người chiêm bái từ xa đến để tiếp kiến họ, hoặc không đáp ứng yêu cầu của con là cho phép được thỉnh cầu giải thích rõ ràng những vấn đề của giáo pháp, thời mọi người sẽ nói rằng việc làm thị giả của Ananda có ý nghĩa gì nếu vị ấy không có những đặc ân này. Đó là những lý do khiến con xin 3 đặc ân đầu tiên. 4. Về đặc ân thứ tư, nếu những vị tỳ khưu khác mà hỏi con rằng: Này hiền giả Ananda, câu kệ này xảy ra ở đâu, hay bài pháp này, hay chuyện bổn sanh này được Thế Tôn giảng ở đâu? Và nếu con không thể trả lời được thắc mắc của họ, thời họ sẽ nói rằng: Này hiền giả đã rất gắn bó với Đức Thế Tôn như cái bóng của Ngài, thế mà hiền giả không biết ngay cả bấy nhiêu đấy. Bạch Thế Tôn, để tránh những lời phê bình như vậy, nếu con xin Ngài đặc ân thứ tư này, tức là kể lại cho con tất cả những bài pháp mà Ngài đã thuyết không có sự hiện diện của con. Bạch Thế Tôn, đây là những lợi ích mà con nhận thấy trong 4 đặc ân. Đức Phật ban cho Đại đức Ananda tất cả 8 đặc ân ấy, bao gồm 4 điều kiện tránh và 4 điều ưu tiên. Ananda chăm sóc Đức Phật. Như vậy, sau khi được Đức Phật ban cho 8 đặc ân này, Đại đức Ananda trở thành thị giả thường trực cho Ngài. Do đã nhận ra ước nguyện, và để đạt được ước nguyện này, vị ấy phải thực hành các pháp ba la mật trên 100.000 đại kiếp. Công việc hàng ngày của vị ấy gồm có lấy nước nóng và nước lạnh cho Đức Phật, làm sẵn 3 cỡ của cây trà răng để dùng thích hợp với thời điểm, xoa bóp tay chân của Đức Phật, cọ lưng khi Ngài tắm, quét dọn hương phòng của Ngài, vân vân. Hơn nữa, vị ấy luôn luôn ở bên cạnh Đức Phật, luôn chăm lo các nhu cầu của Ngài và lên lịch trình sinh hoạt phù hợp để Đức Phật thực hiện. Vị ấy không chỉ giữ gìn sự chăm lo đầy quý mến về những sinh hoạt của Đức Phật vào ban ngày, mà vào ban đêm cũng vậy. Vị ấy cũng thức bằng cách cầm đèn đi quanh khu vực hương phòng của Đức Phật. Mỗi đêm, vị ấy đi như vậy 9 vòng. Ý định của vị ấy là sẵn sàng bất cứ lúc nào Đức Phật gọi. Đây là những lý do mà vị ấy được chỉ định là tỳ khưu tối thắng. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Etadagga. Một dịp nọ, khi Đức Phật đang ngủ ở tịnh xá Chetawana, Ngài tán dương những đức tánh của trưởng lão Ananda, người giữ kho chánh pháp về nhiều mặt, và rồi công bố: 1. Etadaggang phí khá quê má, xa quá ca năng phí khu năng, bá hú sú ta năng. Này các tỳ khu, trong số các tỳ khu đệ tử của Như Lai, người nghe nhiều học rộng, thì Ananda là tối thắng. 2. E tá đắc găng phí gá quê má, sa quá ca năng phí khu năng, xá tí man ta năng. Này các tỳ khu, trong số các tỳ khu đệ tử của Như Lai, người có trí nhớ trong việc ghi nhớ những bài pháp của Như Lai, thì Ananda là tối thắng. 3. E tá đắc găng phí khá quê má, sa quá ca năng phí khu năng, gá tí man ta năng. Này các tỳ khu, trong số các tỳ khu đệ tử của Như Lai, người lĩnh hội được những lời dạy của Như Lai, thì Ananda là tối thắng. 4. E tá đắc găng phí cá quê má, sa quá ca năng phí khu năng, đí tí man ta năng. Này các tỳ khu, trong số các tỳ khu đệ tử của Như Lai, người siêng năng trong việc học, ghi nhớ và tụng lại những lời dạy của Như Lai, cũng như hầu hạ Như Lai, thì Ananda là tối thắng. 5. E tá đắc găng phí cá quê má, sa quá ca năng phí khu năng, ú bát tha ca năng giá đi đăng Anando. Này các tỳ khu, trong số các tỳ khu đệ tử của Như Lai, người tự thân hầu hạ Như Lai, thì Ananda là tối thắng. Như vậy, trong giáo pháp của Đức Phật, trưởng lão Ananda được Đức Phật vinh danh là tỳ khu đệ tử tối thắng trong 5 lĩnh vực, đó là đa văn, có chánh niệm trong việc ghi nhớ lời pháp, liễu ngộ giáo pháp, siêng năng trong việc gìn giữ giáo pháp và trong việc chăm sóc đạo sư bằng sự tự thân phục vụ Ngài. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vì sự chứng đắc đạo quả A-la-hán dành cho Đại Đức Ananda, cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất diễn ra. Chúng tôi sẽ kể lại biến cố này liên quan đến chú giải của phẩm Silakhanda Wakha Dikha Nikaya về chủ đề này. Sau khi truyền bá giáo pháp, đem lại sự giải thoát cho những người hữu duyên, bắt đầu bằng bài pháp đầu tiên, kinh chuyển pháp lưng, đến bài pháp cuối cùng cho đạo sĩ Xú Phách Đá, Đức Phật đã nhập Niết Bàn giữa hai cây song thọ Sa Lá tại lạc viên của bộ tộc Man Lá, gần Cú Xí Ná Rá, vào năm 148 thuộc Đại Kỷ Nguyên. Sự tịch diệt của Đức Phật không để lại dự báo về năm Uẩn, xảy ra vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, vào lúc sáng sớm. Các hoàng tử Ma Lá tổ chức lễ trà tỳ trong 7 ngày với những bông hoa và các vật thơm được đặt quanh nhục thân của Đức Phật để tôn vinh Ngài. Tuần lễ ấy gọi là tuần lễ trà tỳ. Sau khi lễ hội này, nhục thân của Đức Phật được đặt trên giàn hỏa, nhưng nó không cháy, dù các hoàng tử Man Lá đã hết sức cố gắng. Chỉ vào ngày thứ 7, sau khi trưởng lão Maha Kassapa đến và đảnh lễ, thì nhục thân của Đức Phật mới tự bốc cháy, vì Đức Phật đã chú nguyện trước rồi. Tuần thứ 2 được gọi là tuần lễ của giàn hỏa trà tỳ. Sau đó, xá lợi của Đức Phật được những người Man Lá tôn kính, cúng dường trong 7 ngày, bằng những lễ hội chưa từng thấy, bằng sự sắp xếp hàng hàng lớp lớp, những người cầm hương cưỡi ngựa để bảo vệ những khu vực lễ hội. Tuần thứ 3 ấy được gọi là tuần lễ cúng dường xá lợi. Sau 3 tuần lễ đã trôi qua như vậy, vào ngày mùng 5 của tháng Chê Thá, từ tháng 5 đến tháng 6 dương lịch, có diễn ra cuộc phân chia xá lợi do Vatsakara, vị giáo sư Bà La Môn vĩ đại, làm chủ tọa. Vào ngày đáng ghi nhớ ấy, có một cuộc họp gồm 700.000 vị tỳ khu tại Cú Xí Na Ra. Tại cuộc họp, Đại Đức Maha Kassapa đã nhớ lại những lời nhận xét hỗn láo của Xú Phách Đá, một tỳ khu già xuất gia sau khi có gia đình, trong chuyến đi từ Ba Hoa đến Cú Xí Na Ra. Vào ngày thứ 7 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vị tỳ khu già nói với các vị khác đang than khóc về sự viên tịch của Đức Phật: "Thưa các tôn giả, xin đừng ta thán, đừng chảy nước mắt một cách không cần thiết. Vì chỉ giờ đây chúng ta mới được tự do, thoát khỏi sự độc đoán của tỳ khu Gotama. Vì ấy thường nói rằng, đúng, điều này thích hợp cho một tỳ khu, không, điều này không thích hợp cho một tỳ khu. Bây giờ, chúng ta được tự do, làm điều mà chúng ta thích làm và bỏ qua điều mà chúng ta không thích làm." Hơn nữa, Đại Đức Maha Kassapa thấy rằng giáo pháp của Đức Phật, gồm có giáo pháp ba thiện, sẽ dễ dàng suy sụp sau khi người tạo lập nó qua đời, vì các vị tỳ khu bất thiện không tôn vinh những lời dạy của Đức Phật, và khi Ngài không còn nữa, và số lượng tỳ khu ấy có thể tăng lên. Lành thay, nếu tỳ khu chúng ta hội họp lại, rồi cùng nhau tụng lại tất cả pháp và luật mà Đức Phật để lại, bằng cách này, giáo pháp ba thiện sẽ được tồn tại lâu dài, Đại đức Maha Kassapa đã suy xét như vậy. Rồi trưởng lão cũng nhớ lại sự công nhận đặc biệt của Đức Phật đối với trưởng lão. Đức Thế Tôn đã trao đổi chiếc đại y của Ngài với đại y của ta. Ngài đã công bố với các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, việc trú trong sơ thiền thì Kassapa ngang hàng với Như Lai, vân vân. Đó là sự tán dương năng lực các thiền chứng của ta liên quan đến các tầng thiền cao hơn, bao gồm 9 thiền chứng, đòi hỏi sự nhập thiền liên tiếp, trải qua các tầng bậc, cũng như 5 phép thần thông. Lại nữa, Đức Thế Tôn đã trú giữa hư không, và khi vẫy bàn tay, đã công bố rằng, trong vấn đề sống viễn ly đối với 4 chúng đệ tử, thì Kassapa là vô song, và trong thái độ bình thản thì Kassapa cư xử như mặt trăng. Những lời tán dương này quả thật là vô song. Ta phải sống theo những ân đức này. Không cách nào khác, ngoài việc tổ chức một hội kết tập tăng đoàn cho sự tụng đọc Pháp và luật được trường tồn. Như một vị vua chỉ định cho đứa con trai đầu làm người thừa kế hợp pháp, ban cho tất cả đồ chúng của vua và quyền hành cho đứa con trai với ý định duy trì vương quyền của vị ấy. Cũng thế, Đức Thế Tôn quả thật đã tán dương ta rất nhiều, với những cách phi thường như thế, vì Ngài biết rằng ta có thể duy trì giáo pháp của Ngài. Sau khi đã nghiền ngẫm sâu sắc như vậy, trưởng lão Maha Kassapa kể lại cho hội chúng tỳ khưu nghe những lời bán bổ của tỳ khưu Xú Phách Đá, vị tỳ khưu già đã giải thích ở trên, và đưa ra lời đề nghị này: Thưa các hiền hữu, trước khi ác pháp phát triển và trở thành chướng ngại cho chánh pháp, trước khi tình trạng phá giới phát triển và trở thành chướng ngại cho giới luật, trước khi những người ủng hộ phi pháp mạnh lên, trước khi những người gìn giữ chánh pháp trở nên suy yếu, trước khi những người ủng hộ ác pháp mạnh lên, trước khi những người gìn giữ giới luật trở nên suy yếu, chúng ta hãy cùng nhau tụng đọc Pháp và luật và bảo tồn chúng. Sau khi nghe những lời yêu cầu đầy nhiệt huyết của trưởng lão, hội chúng tỳ khưu nói rằng: Thưa trưởng lão Kassapa, cầu xin trưởng lão chọn ra các vị tỳ khưu để thực hiện việc tụng đọc Pháp và luật. Khi ấy trưởng lão chọn ra 499 vị A-la-hán thuộc lòng Tam Tạng, và hầu hết các ngài đều có tứ vô ngại giải tuệ, tam minh và 6 thắng trí, đã được Đức Thế Tôn chỉ định là tỳ khưu tối thắng. Về vấn đề này, sự tuyển chọn 499 vị tỳ khưu cho thấy rằng có một ghế được trưởng lão Maha Kassapa dành sẵn cho Ananda. Lý do là vào lúc ấy, trưởng lão Ananda chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán và vẫn còn tu tập để trở thành bậc A-la-hán. Không có Ananda thì không thể tổ chức cuộc kết tập, vì vị ấy đã nghe tất cả những lời dạy của Đức Phật, bao gồm 5 bộ Nikaya, 9 Anga hay phần, và số lượng thuật ngữ Phật Pháp, tất cả 84.000. Tại sao Ananda được trưởng lão Maha Kassapa đặt vào danh sách những người tụng đọc? Lý do là trưởng lão Maha Kassapa muốn tránh sự phê bình rằng vị ấy thiên vị với trưởng lão Ananda, bởi vì không có vị A-la-hán nào khác có tứ vô ngại giải tuệ như trưởng lão Ananda, trong khi Ngài vẫn còn là một bậc hữu học. Sự phê bình này có thể xảy ra khi xét đến sự kiện rằng trưởng lão Maha Kassapa và Ananda rất thân thiết với nhau. Trưởng lão Maha Kassapa thường gọi trưởng lão Ananda bằng những tên thân thiết như chàng trai trẻ này, ngay cả khi trưởng lão Ananda đã thọ 80 tuổi, đã bạc tóc. Hãy xem Kassapa Samyutta, Chiwara Sutta, Nidana Wagga. Hơn nữa, Đại đức Ananda là một vị hoàng tử dòng Thích Ca và là anh em chú bác của Đức Phật. Vì lý do đó nên trưởng lão Maha Kassapa, dù biết rõ Ananda tuyệt đối cần thiết trong cuộc kết tập, nhưng vẫn đợi sự đồng ý chung của Tăng hội trong việc tuyển chọn trưởng lão Ananda. Khi trưởng lão Maha Kassapa thông báo với chúng Tăng về sự việc đã tuyển chọn 499 vị A-la-hán, thì chúng Tăng đồng loạt đề nghị trưởng lão Ananda phải được tuyển chọn vào hội nghị kết tập, cho dù vị ấy vẫn còn là một bậc hữu học. Họ nói rằng: Thưa trưởng lão Maha Kassapa, dù trưởng lão Ananda vẫn còn là bậc hữu học, nhưng vị ấy không phải là người có sự phán đoán sai lạc, một trong 4 pháp bất chánh. Hơn nữa, vị ấy là vị tỳ khưu có pháp học quảng đại nhất, được Đức Phật truyền đạt cả về pháp lẫn luật. Khi ấy trưởng lão Maha Kassapa đưa Ananda vào danh sách những vị đọc tụng Tam Tạng. Như vậy, có 500 vị được tuyển chọn tụng đọc với sự chấp thuận của chúng Tăng. Rồi chúng tăng xét đến nơi kết tập. Các ngài chọn ra Chagaha bởi vì đây là một kinh đô lớn, đủ lớn để cung cấp vật thực hàng ngày cho hội chúng tỳ khưu đông đảo và có nhiều tịnh xá lớn để các vị có thể trú ngụ. Các ngài cũng nghĩ đến vấn đề cần thiết là cấm tất cả các tỳ khưu khác ở bên ngoài hội nghị kết tập không được nhập hạ trong kinh thành Ra Chá Gá Há, nơi hội đồng kết tập sẽ ngụ trong suốt thời gian ấy. Lý do ngăn cấm các vị tỳ khưu bên ngoài là vì công việc của hội đồng kết tập tiến hành hàng ngày trong một số ngày. Nếu những vị tỳ khưu bên ngoài không bị ngăn chặn trú xứ ấy trong mùa an cư, thì những vị tỳ khưu chống đối có thể can thiệp vào kỳ kết tập. Trưởng lão Maha Kassapa, bằng sự đề cử chính thức là một tăng sự và được sự tán thành chính thức của chúng tăng, đã thông qua nghị quyết bằng những lời sau: Suna tume awuso sankho yadisang gatsa batakan lang sankho imani banjapikhu satani sammanaya rajagahe watsam watsantani dammancha vinayangcha sanga yitung na anyehi pikhu hi rajagahe watsang wasí tắp ban tí esa nhất tí. Nội dung chính của đoạn này là: 1. Chỉ có 500 vị tỳ khưu tụng pháp và luật sẽ ngụ ở Ra Chá Gá Há trong mùa an cư. Và 2. Những vị tỳ khưu khác không được ngụ tại Ra Chá Gá Há trong thời gian này. Tuyên ngôn tăng sự diễn ra sau khi Đức Phật viên tịch 21 ngày. Sau tuyên ngôn tăng sự, trưởng lão Maha Kassapa công bố với tất cả các thành viên của hội đồng như vậy: Thưa các hiền giả, tôi cho phép các hiền giả 40 ngày để chăm lo các phận sự cá nhân. Sau 40 ngày này, sẽ không có lý do nào khác để vắng mặt trong việc tụng đọc, cho dù bệnh hoạn, công việc liên quan đến thầy tế độ hay cha mẹ hoặc những nhu cầu cần thiết của vị tỳ khưu như bình bát hoặc y phục. Mỗi người trong các hiền giả đều phải sẵn sàng để bắt đầu các nghi thức vào cuối 40 ngày. Sau khi đưa ra những chỉ thị nghiêm ngặt đến chư tăng, trưởng lão Maha Kassapa được tháp tùng bởi 500 tỳ khưu đệ tử đi đến Ra Chá Gá Há. Những thành viên khác của hội đồng kết tập đi đến những nơi khác cùng nhau với đệ tử của họ để làm mọi người vơi dịu phiền não bằng việc thuyết giảng chánh pháp. Đại đức Bun Ná và 700 đệ tử ở lại Cú Xí Nara để thuyết pháp, làm nguôi ngoai các thiện nam tín nữ đang buồn khổ, thương tiếc về sự viên tịch của Đức Phật. Trưởng lão Ananda như thường lệ mang bát và y của Đức Phật đi đến Sawathi cùng với 500 tỳ khưu đệ tử. Tùy tùng đệ tử của vị ấy gia tăng hàng ngày. Bất cứ nơi nào vị ấy đi đến, các thiện tín đều ta thán và than khóc. Khi trưởng lão Ananda trải qua chặng đường dài đến Sawathi, tin đồn vị ấy đến lan khắp kinh thành, và mọi người đi ra mang theo những bông hoa và vật thơm để đón chào trưởng lão. Họ than khóc nói rằng: Trưởng lão Ananda ơi, trưởng lão thường đi chung với Đức Phật, nhưng giờ đây trưởng lão đã để Đức Phật ở đâu mà đến đây một mình? Sự ta thán của mọi người khi thấy trưởng lão Ananda một mình đầy thương cảm như ngày Đức Phật niết bàn. Trưởng lão Ananda an ủi họ bằng những bài pháp về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi. Rồi vị ấy đi đến tịnh xá Chetawana, đảnh lễ trước hương phòng của Đức Phật như những ngày mà Đức Phật còn tại tiền. Bất cứ khi nào làm những công việc thường ngày ấy, vị ấy ta thán: Ôi Đức Thế Tôn, đây không phải là lúc để Thế Tôn tắm sao? Đây không phải là lúc để Ngài thuyết pháp sao? Đây không phải là thời gian sách tấn các tỳ khưu sao? Đây không phải là lúc để Thế Tôn nằm nghiêng bên phải với tất cả oai lực của vị Phật như con sư tử sao? Đây không phải là lúc để Thế Tôn rửa mặt sao? Vị ấy không thể nào cầm được nước mắt trong những công việc thường lệ đã xảy ra hàng giờ trong việc hầu hạ Đức Phật hàng ngày. Vì khi biết rõ lợi ích đặc tánh thanh tịnh của Đức Thế Tôn, vị ấy đã có tình thương sâu đậm đối với Đức Phật, do lòng tịnh tín cũng như tình cảm. Vị ấy chưa đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Vị ấy có trái tim mềm yếu đối với Đức Phật, do bởi những hành vi từ ái với nhau đã xảy ra giữa vị ấy và Đức Phật trong hàng triệu kiếp quá khứ. Lời khuyên của một vị thần trong rừng cây. Trong khi tự mình trải qua sự buồn khổ và thương tiếc sâu đậm trước sự viên tịch của Đức Phật, trưởng lão Ananda cũng trải qua nhiều thời gian để an ủi Phật tử đến gặp vị ấy mang theo sự sầu muộn vì sự viên tịch của Đức Phật. Sau đó, trưởng lão đang ngủ tại một khu rừng trong vương quốc Kosala, thì vị thọ thần của khu rừng cảm thấy tội nghiệp, và để nhắc nhở vị ấy nên kiềm chế nỗi sầu bi của mình, vị thọ thần bèn xướng lên cho vị ấy nghe bài kệ sau đây: Rút khá mu lá gá há năng bá sắc ký giá, nếp ba năng há đá yasmin ô bí giá, cha giá gô tá má mà bá ma đồ, kim tê bí lý ca cá rít xá tí. Hỡi vị trưởng lão của dòng tộc Thích Ca, hãy đến nơi vắng vẻ tại cội cây, hãy trú tâm trong niết bàn, hãy trú trong thiền định và trong ba tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Có lợi ích gì trong việc nói chuyện nhảm nhí với những khách viếng của Ngài để cố gắng an ủi họ? Lời khuyên ấy đã làm khởi dậy sự kinh cảm, Samwega, trong người của trưởng lão Ananda. Từ khi Đức Phật nhập niết bàn, vị ấy đã đứng và ngồi quá nhiều, đến nỗi vị ấy cảm thấy không ổn, và để chữa trị, vị ấy đã dùng sữa chế ra một loại thuốc nhuận tràng vào ngày hôm sau và không đi ra khỏi tịnh xá. Vào ngày hôm ấy, Sú Phá, con trai của vị Bà La Môn Tô Đây Giá, đã qua đời, đến thỉnh trưởng lão Ananda đến nhận cúng dường vật thực. Trưởng lão nói với chàng trai thanh niên rằng trưởng lão không thể đi đến trong ngày hôm ấy được, bởi vì đã uống thuốc nhuận trường làm từ sữa, và có thể đến vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, trưởng lão đi đến nhà Sú Phá, và Sú Phá đặt một câu hỏi liên quan đến giáo pháp. Bài pháp của trưởng lão Ananda về câu hỏi ấy được ghi lại trong kinh Sú Phá, là bài kinh thứ 10 trong phẩm Silakhanda Quắc Gá thuộc Đi Khá Ni Ca Giá. Rồi trưởng lão Ananda giám sát sự sửa chữa con đường đi đến tịnh xá Chetawana. Khi mùa an cư đến, vị ấy để lại các đệ tử ở tịnh xá, rồi đi đến Rajagaha. Những thành viên khác được tuyển chọn cho cuộc kết tập tam tạng cũng trở về Rajagaha trong thời gian ấy. Tất cả những thành viên ấy đều làm lễ Ubosatha vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, và vào ngày 16 họ phát nguyện an cư tại Rajagaha trong 3 tháng của mùa mưa. Rajagaha có 8 tịnh xá ở quanh kinh thành vào lúc bấy giờ. Vì những tịnh xá ấy không có ai ở trong một thời gian, nên những công trình cốc liêu và những khu vực có tường bao quanh ở trong tình trạng bỏ trống và xuống cấp. Trong dịp Đức Phật niết bàn, tất cả các tỳ khưu đều rời khỏi Rajagaha đến Cú Xí Nara. Các tịnh xá không được sử dụng và gìn giữ, đến nỗi tòa nhà rêu xanh và đầy bụi bặm. Đồng thời có những tấm kính bị vỡ và những bức vách bị nứt. Các tỳ khưu tổ chức cuộc họp và quyết định rằng, theo như tạng luật được Đức Phật ban truyền, đặc biệt về chỗ ngụ, những tòa nhà trong tịnh xá và những ngôi chùa có tường rào bao quanh nên được sửa chữa và bảo tồn trong điều kiện thích hợp. Bởi vậy, các ngài quyết định tháng đầu tiên của mùa an cư để sửa chữa và bảo dưỡng các tịnh xá, còn tháng thứ 2 để kiết tập. Các ngài đã tham gia vào công trình sửa chữa để cúng dường những lời dạy của Đức Phật được tìm thấy trong các điều luật, và cũng để tránh sự phê phán của các giáo phái bên ngoài giáo pháp của Đức Phật, như các đệ tử của Sa môn Gotama chỉ quan tâm đến các tịnh xá khi đạo sư của họ còn sống, nhưng khi vị ấy chết đi, họ bỏ mặc chúng và để tài sản có giá trị do tứ chúng dân cúng trở nên hoang phí. Sau khi đi đến quyết định, các vị tỳ khưu đi đến cung điện vua Ajatasattu. Đức vua đảnh lễ và hỏi các ngài đến với mục đích gì. Các ngài nói với đức vua rằng các ngài cần người để trùng tu sửa chữa 18 tịnh xá. Đức vua đã cung cấp nhân lực cho các ngài để tiến hành sửa chữa dưới sự giám sát của các vị tỳ khưu. Trong tháng đầu tiên, công việc được hoàn thành. Khi ấy, các vị đi đến vua Ajatasattu và nói rằng: Tâu đại vương, công việc sửa chữa tại các tịnh xá đã được hoàn thành. Bây giờ, chúng tôi sẽ hội họp lại để đồng loạt đọc tụng pháp và luật. Đức vua nói rằng: Thưa chư đại đức, hãy thực hiện phận sự của các ngài tùy duyên. Phải có sự kết hợp của vương quyền và giáo quyền. Hãy cho biết nhu cầu của các ngài và con sẽ lo liệu đáp ứng. Các vị nói rằng: Chúng tôi cần một nhà hội họp dành cho tăng chúng để thực hiện phận sự. Đức vua thỉnh các ngài chỉ chỗ, và các ngài đã chọn sườn núi của ngọn núi Quê Pha Rá. Ở đó có cây đại thọ Sách Tá Ban Ní. Một giã ốc to lớn được vua Ajatasattu dân cúng. Lành thay, thưa đại đức, vua Ajatasattu nói và truyền lệnh xây dựng một giả ốc to lớn dành cho hội đồng kiết tập, nguy nga lộng lẫy, không khác gì cung điện do vua Quý Sú Căm Má, vị thiên kiến trúc tạo ra. Nó có những ngăn phòng giúp cho công việc của hội đồng có kết quả tốt đẹp. Mỗi ngăn phòng đều có bậc thang và những lối vào. Tất cả những bức tường, những cột trụ, những bảng chấn song được sơn phết xinh đẹp với những mẫu nghệ thuật. Toàn thể giả ốc trông có vẻ rực rỡ hơn cả cung điện, và sự rực rỡ của nó còn hơn cả lâu đài của chư thiên. Nó trông như một lâu đài tráng lệ, thu hút sự chú ý của người nhìn ngắm nó, cả chư thiên lẫn nhân loại. Như bờ sông khả ái hấp dẫn tất cả các loại chim. Thật ra, nó có ấn tượng của một cảnh vật khả ái, bao gồm tất cả những vật khả ái khác gộp lại. Hội trường có một cái lọng được cẩn các loại ngọc, những chùm hoa đủ các cỡ, các hình dạng và màu sắc treo lung linh. Nền nhà được lát đá quý, trông như cái thảm khổng lồ bằng hồng ngọc. Bên trên là những tràng hoa đủ màu sắc, tạo thành một tấm thảm kỳ diệu, như được trang trí ở cung điện của Phạm Thiên. 500 chỗ ngồi dành cho 500 vị tỳ khưu tụng đọc, được làm bằng chất liệu vô giá nhưng phù hợp với các vị sử dụng. Một chiếc ghế quý là cái bệ được nâng cao, dành cho vị trưởng lão có phận sự đặt những câu hỏi. Lưng của nó dựa vào vách tường hướng nam, nhìn về hướng bắc. Ở giữa có một cái bục cao, dành cho vị trưởng lão nhận phận sự trả lời những câu hỏi, nhìn về hướng đông, thích hợp để sử dụng. Trên chỗ ngồi ấy có đặt một cái quạt tròn làm bằng ngà. Sau khi trang trí chi tiết tất cả mọi thứ, Đức Vua thông báo với chư tăng là mọi thứ đã sẵn sàng. Ngày 19 âm lịch, trong tháng 6 Á Ná, tháng 6 âm lịch, một số tỳ khưu đi quanh nói chuyện với nhau rằng trong hội chúng tỳ khưu này có một người vẫn còn phiền não, rõ ràng là ám chỉ đến trưởng lão Ananda. Khi trưởng lão Ananda nghe những lời chế nhạo này, ngài biết không ai khác ngoài chính mình đang đi quanh và phát ra mùi bất tịnh của phiền não. Vẻ khởi tâm kinh cảm, Samwega, từ những lời nói này, những vị tỳ khưu khác đến nói với vị ấy rằng: Này hiền giả Ananda, ngày mai hội nghị kiết tập bắt đầu. Hiền giả còn phải tu tập để đạt đến những tầng thánh đạo bậc cao. Thật không thích hợp để hiền giả tham dự các nghi thức cách tập khi vẫn còn là bậc hữu học, là bậc thánh mà vẫn còn phải tu tiếp để chứng đắc đạo quả A-la-hán. Chúng tôi muốn hiền giả dùng chánh niệm, phấn đấu để thành đạt đạo quả A-la-hán trong thời gian sớm nhất. Đạo quả A-la-hán ở ngoài 4 oai nghi. Rồi trưởng lão Ananda suy nghĩ, ngày mai đại hội kết tập bắt đầu, thật không thích hợp để ta tham gia các nghi thức kết tập khi vẫn còn là bậc hữu học, chỉ là Sotapanna. Vì ấy quán niệm về thân suốt đêm, vào lúc sáng sớm, vị ấy nghĩ sẽ ngủ một lát. Khi đi vào tịnh xá, vị ấy chánh niệm nghiêng thân xuống chiếc giường. Khi hai bàn chân của vị ấy còn cách mặt đất và cái đầu của vị ấy chưa chạm vào gối, thì vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán trong sát na, không thuộc bất cứ oai nghi nào. Giải thích thêm, trưởng lão Ananda thực hành thiền quán. Khi đang đi kinh hành trong lối mòn ở bên ngoài tịnh xá, đạo quả ở 3 tầng bậc cao vẫn chưa được chứng đắc. Rồi trưởng lão nhớ đến những lời dạy của Đức Phật khi sắp niết bàn. Này Ananda, con đã làm nhiều việc phước, hãy chuyên tâm thiền quán, con sẽ sớm chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vị ấy biết rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ sai lạc. Vị ấy xem lại nỗ lực thiền quán của mình. Ta đã tinh tấn quá mức, điều này làm tâm ta bị phóng dật. Ta phải làm quân bình giữa tinh tấn và định. Khi quán xét như vậy, vị ấy rửa chân và đi vào thiền thất. Định sẽ nằm nghỉ một lát. Với chánh niệm, vị ấy nghiêng mình xuống chiếc giường. Khi hai bàn chân còn cách mặt đất, đầu chưa chạm gối, trong sát na lướt qua như vậy, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán, Arahatta phá lá, đoạn diệt tất cả mọi lậu hoặc. Thế nên, nếu có người đặt câu hỏi, vị tỳ khưu nào trong giáo pháp đắc được đạo quả A-la-hán trong khi ở ngoài 4 oai nghi của thân? Câu trả lời khẳng định là trưởng lão Ananda. Ananda được trưởng lão Maha Kassapa khen ngợi. Vào ngày thứ 15 của tháng Hạ Huyền, 6 Á Ná, tức là ngày mùng 1 tháng 7, là ngày sau khi trưởng lão Ananda chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi các ngài độ thực xong, những vị được tuyển chọn tham dự cuộc kết tập đã đem tất cả bát và những vật dụng khác rồi họp ở đại hội trường để bắt đầu công việc. Theo phong tục của tiểu lục địa Ấn Độ, thời gian từ ngày rằm tháng Asanha, tháng 6 đến tháng 7 dương lịch, đến ngày rằm tháng Sawana, được tính là một tháng. Trong suốt thời gian của một tháng ấy, chư tăng đã tham dự sửa chữa và bảo trì các tịnh xá. Vào ngày 16 của tháng Sawana, tháng 7 âm lịch, các ngài thỉnh cầu vua Ajatasattu xây dựng một giả ốc. Việc xây dựng diễn ra trong 3 ngày. Vào ngày thứ tư, ngày 20 tháng 7 âm lịch, trưởng lão Ananda chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vào ngày thứ năm, công việc kết tập bắt đầu. Trưởng lão Ananda tham dự hội đồng kết tập với tư cách là một vị A-la-hán. Trưởng lão đi vào giả ốc khi mọi người đã tham dự đông đủ. Khi mặc chiếc y vai trái theo cách được mô tả dành cho các vị tỳ khưu xuất hiện trước cuộc họp hoặc để đi vào làng, vị ấy bước vào giả ốc với khuôn mặt tươi sáng, như trái cây thốt nốt mới được hái xuống, hay như viên hồng ngọc được đặt trên miếng vải nhung màu trắng, hay như trăng rằm trong bầu trời quang đãng, hay như hoa sen nở dưới ánh mặt trời. Sự tỏ sáng ấy từ sự thanh tịnh bên trong của vị A-la-hán. Sự rực rỡ của nó đã công bố đạo quả A-la-hán của chủ nhân. Liên quan đến điều này, người ta có thể hỏi, tại sao trưởng lão Ananda đi vào giả ốc tựa như công bố về đạo quả A-la-hán của vị ấy? Một vị A-la-hán không công bố về sự chứng đắc Arahatta Phá Lá bằng lời nói, nhưng vị ấy có thể cho mọi người biết rõ sự thật, và điều này được Đức Phật khen ngợi. Trưởng lão Ananda đã suy nghĩ như vậy. Vị ấy biết rằng hội đồng đã sắp xếp để vị ấy tham dự các nghi thức vì sự đa văn của vị ấy, cho dù vị ấy vẫn còn là bậc hữu học. Và khi xét thấy trưởng lão đã đắc quả A-la-hán, các vị tỳ khưu khác sẽ rất hoan hỷ khi biết sự thật này. Hơn nữa, vị ấy muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, hãy tinh tấn tu tập, phần sự tối hậu của con sẽ được chứng đắc, là rất bổ ích. Khi nhìn thấy trưởng lão Ananda, trưởng lão Maha Kassapa suy nghĩ, Ananda đã đắc A-la-hán rồi, trông thật rực rỡ. Nếu Đức Thế Tôn còn tại tiền, Ngài chắc chắn sẽ nói lời tán dương trong ngày hôm nay. Bây giờ, ta phải thay mặt Đức Thế Tôn nói lời tán dương. Và vị ấy nói rằng, này hiền giả Ananda, việc hiền giả chứng đắc đạo quả A-la-hán thật là rực rỡ, vân vân. Trưởng lão đã nói to những lời chúc mừng ấy 3 lần. Các nghi thức của hội nghị kết tập. Sự có mặt của trưởng lão Ananda, hội đồng đã có đủ 500 người tụng đọc được tuyển chọn. Trưởng lão Maha Kassapa hỏi hội đồng rằng, những cuộc tụng đọc bắt đầu từ đâu? Pháp gồm tạng Suttanta và tạng Abhidhamma, nên tụng đọc trước hay tạng lược Quý Ná Giá được tụng trước? Chư tăng đồng loạt trả lời, thưa trưởng lão Maha Kassapa, Quý Ná Giá là mạng mạch sống còn của giáo pháp của Đức Phật. Vì nếu Quý Ná Giá tồn tại, thì giáo pháp của Đức Phật trường tồn. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu tụng đọc Quý Ná Giá trước. Khi ấy trưởng lão Maha Kassapa bèn nói, chúng ta sẽ chọn ai làm vị tỳ khưu dẫn đầu tụng Quý Ná Giá? Chúng ta sẽ chọn trưởng lão Upali làm vị tỳ khưu dẫn đầu. Phải chăng Ananda không có khả năng làm điều đó? Ananda rất có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên, khi Đức Thế Tôn còn tại tiền, Ngài đã công bố rằng Upali là vị thanh văn đệ tử tối thắng nhất trong việc thông thuộc Quý Ná Giá. Do đó, chúng ta sẽ chọn trưởng lão Upali làm vị tỳ khưu dẫn đầu trong việc tụng đọc Quý Ná Giá. Trưởng lão Maha Kassapa là vị tỳ khưu chủ tọa kỳ đại hội kết tập lần thứ nhất. Trưởng lão cũng lãnh trách nhiệm nêu ra những câu hỏi. Trưởng lão Upali lãnh trách nhiệm trả lời những câu hỏi về Quý Ná Giá. Hai vị tỳ khưu ngồi vào hai chỗ đặc biệt dành cho họ và dẫn chương trình. Mỗi điều luật được đặt thành câu hỏi, bao gồm chủ đề, câu chuyện về bối cảnh, người là nguyên nhân để Đức Phật ban hành điều luật gốc, điều luật bổ sung nếu có. Tới chừng mức nào thì sự vi phạm điều luật ấy tác thành tội hay không tội. Và mỗi câu hỏi đều được trả lời đầy đủ dưới những tiêu đề ấy. Khi chúng tăng ghi nhận chúng bằng cách đồng loạt tụng lại, bổ túc chủ đề bằng những câu nói như lúc bấy giờ, lúc ấy, khi điều ấy được nói ra, vân vân, để kết vào vấn đề. Những bài tụng được thực hiện trong sự nhất trí. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngủ ở Verancha, vân vân. Sự tụng đọc những lời dạy của Đức Phật bởi chư tăng trong một hội chúng đặc biệt như vậy gọi là Sangha-yana. Khi điều luật Parachika thứ nhất vừa được tụng xong, thì đại địa chấn động dữ dội, xuống thấu tầng nước nâng đỡ nó, tựa như đang vỗ tay ca ngợi một biến cố lịch sử cao quý. Ba điều luật Parachika còn lại được tụng theo cách tương tự. 227 điều luật còn lại cũng như vậy. Mỗi điều luật được sắp xếp thành câu hỏi và theo sau là câu trả lời của nó. Toàn thể bài tụng có nhan đề là Parachikanda Pali và cũng được gọi là Bhikkhu Quý Phăng Gá, được gọi chung là Maha Quý Phăng Gá. Bộ luật được quy định là chánh tạng, được giảng dạy ở các tịnh xá từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vào lúc kết thúc phần tụng đọc Maha Quý Phăng Gá, địa đại cũng rung chuyển dữ dội như trước. Theo sau đó là 304 điều luật trong bộ Bhikkhu Ni Quý Phăng Gá, được tụng dưới dạng câu hỏi và câu trả lời cũng như trước. Bộ Bhikkhu Ni Quý Phăng Gá này và bộ Maha Quý Phăng Gá, được gọi chung là bộ Upfatto Quý Phăng Gá, gồm có 64 tụng phẩm hay pha ná qua rá. Bộ luật được quy định là chánh tạng, được giảng dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vào lúc kết thúc sự tụng đọc bộ Upfatto Quý Phăng Gá, thì địa đại cũng rung chuyển dữ dội như trước. Ú Ba Lý được giao phó tạng luật Quý Ná Giá. Hội đồng kiết tập gồm 500 tụng sư đã giao phó bản tụng được phê chuẩn của tạng luật cho trưởng lão Ú Ba Lý bằng sự ủy quyền như sau. Này hiền giả, hãy giảng dạy tạng luật Quý Ná Giá Bí Tác Cá này đến các đệ tử mà thọ giáo hiền giả. Khi tụng đọc Quý Ná Giá được hoàn tất, trưởng lão Ú Ba Lý sau khi làm xong phận sự của mình, đặt xuống cái quạt bằng ngà vôi hình tròn trên chiếc ghế của vị tỳ khưu lãnh trách nhiệm trả lời những câu hỏi. Rời khỏi chỗ ngồi, cung kính đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão và ngồi vào chỗ đã được dành cho vị ấy. Sau khi tụng Quý Ná Giá, đến việc tụng tạng Dhamma, tức Suttanta và Abhidhamma. Bởi vậy, trưởng lão Maha Kassapa hỏi hội đồng kiết tập: vị tỳ khưu nào sẽ khéo dẫn đầu trong việc tụng đọc Dhamma? Hội đồng nhất trí đề cử trưởng lão Ananda vào địa vị ấy. Rồi trưởng lão Maha Kassapa tự chỉ định mình là người hỏi và trưởng lão Ananda là người trả lời. Khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sửa lại chiếc y vai trái và đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão. Trưởng lão Ananda cầm chiếc quạt tròn bằng ngà vôi, rồi ngồi trên chỗ ngồi đã được sắp xếp cho địa vị ấy. Kế hoạch tụng Dhamma được bàn luận do trưởng lão Maha Kassapa và các vị đại trưởng lão tham dự như sau. Kassapa: thưa các hiền giả, vì giáo pháp có hai phần là tạng kinh Suttanta Pitaka và tạng vi diệu pháp Abhidhamma, chúng ta nên tụng phần nào trước? Mahathera: thưa trưởng lão, chúng ta hãy bắt đầu tạng Suttanta Pitaka. Tạng Quý Ná Giá phần lớn liên quan đến tăng thượng giới Adhisila. Tạng Suttanta liên quan đến tăng thượng tâm, tức là định Adhichitta. Và tạng Abhidhamma phần lớn liên quan đến tăng thượng tuệ Adhipanya. Do đó, hội đồng đã tụng ba học pháp gồm giới, định và tuệ theo thứ tự ấy, nên chú ý như vậy. Kassapa: thưa chư hiền giả, có bốn bộ Nikaya gồm những bài kinh Sutta trong tạng Suttanta Pitaka, chúng ta nên tụng bộ nào trước? Mahathera: thưa trưởng lão, chúng ta hãy bắt đầu từ trường bộ kinh Đi Khá Nikaya. Kassapa: thưa chư hiền giả, trường bộ kinh chứa 34 bài kinh trong ba phẩm Quát Gá, chúng ta nên tụng phẩm nào trước? Mahathera: thưa trưởng lão, chúng ta hãy bắt đầu phẩm Silakhanda Quát Gá. Kassapa: thưa chư hiền giả, phẩm Silakhanda Quát Gá chứa 13 bài kinh, chúng ta sẽ tụng bài kinh nào trước? Mahathera: thưa trưởng lão, bài kinh Phạm Võng Rammachala Sutta mô tả sinh động ba cấp độ của giới. Nó hữu ích cho sự đoạn trừ lời nói dối trá hay hành động đạo đức giả của các tỳ khưu, gây bất lợi cho giáo pháp. Nó cũng giải thích 62 loại tà kiến. Nó đã khiến cho địa đại rung chuyển 62 lần khi nó được Đức Thế Tôn thuyết giảng. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu bài kinh Rammachala Sutta. Sau khi đã đồng ý dựa trên kế hoạch đã được phát thảo, trưởng lão Maha Kassapa đặt ra những câu hỏi thích hợp về bài Ramachalasuta đến trưởng lão Ananda, về câu chuyện chính, nhân vật liên quan đến bài kinh, chủ đề, v.v. Trưởng lão Ananda trả lời đầy đủ mọi câu hỏi. Vào lúc kết thúc của bài kinh, 500 vị kết tập đều đồng loạt tụng bài Ramachalasuta. Khi sự tụng đọc các bài kinh đã hoàn tất, thì địa đại rung chuyển dữ dội như trước. Theo sau là sự hỏi, đáp và sự tụng đọc 12 bài kinh khác của phẩm Silakhanda Quát Gá mà được công nhận là nhan đề của phẩm và được quy định làm khóa học về kinh tạng, Suttanta. Rồi phẩm Maha Quát Gá chứa 12 bài kinh được tiếp nối, rồi đến phẩm Ba Thí Cá Quát Gá chứa 11 bài kinh, mỗi bài kinh đều có sự vấn và đáp. Từ đây, 34 bài kinh trong 3 phẩm Quát Gá được tụng đọc 24 lần, được ghi lại là lời dạy của Đức Phật, dưới nhan đề là Trường Bộ Kinh, Đi Khá Ní Ca Giá, rồi các ngài giao phó phần kinh được chấp thuận ấy cho trưởng lão Ananda, nói rằng: Này hiền giả Ananda, hãy giảng dạy Đi Khá Ní Ca Giá này đến chúng đệ tử đến thọ giáo. Sau đó, hội đồng phê chuẩn Trung Bộ Kinh, Majjhima Ní Ca Giá. Sau sự chấp vấn thường lệ, hết 80 lần tụng đọc cả thảy, rồi các ngài giao phó phần kinh được chấp thuận cho chúng đệ tử của trưởng lão Sariputta, nói rằng: Này các hiền giả, hãy khéo giữ gìn Majjhima Nikaya này. Sau đó, hội đồng phê chuẩn tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, sau sự vấn đáp thường lệ, hết 100 lần tụng đọc, rồi các ngài giao phó phần kinh ấy cho trưởng lão Mahakassapa, nói rằng: Thưa trưởng lão, hãy giảng dạy Samyutta Nikaya này, những lời dạy của Đức Thế Tôn đến chúng đệ tử thọ giáo. Sau đó, hội đồng phê duyệt Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, sau sự vấn đáp thường lệ, hết 120 lần tụng đọc, rồi các ngài giao phó phần kinh ấy cho trưởng lão Anuruddha, nói rằng: Thưa trưởng lão, hãy giảng dạy Anguttara Nikaya này đến chúng đệ tử thọ giáo. Sau đó, hội đồng phê duyệt 7 bộ Abhidhamma, đó là Dhamma Sangani, Quý Phăng Gá, Đa Tú Katha, Búc Gá Lá Ban Nhá Tí, Katha Quát Thú, Yama Cá và Bát Tha Ná. Sau sự vấn đáp thường lệ và những bài tụng đọc, vào lúc kết thúc bộ Abhidhamma, địa đại rung chuyển dữ dội như trước. Sau đó, hội đồng tụng các bộ Chataka, Ní Đề Xá, Bát Tí Sam Phí Đa Mắc Gá, Appadana, Sutta Nipata, Khuddaka Patha, Dhamma Ba Đá, Udana, Ý Tí Quất Tá Cá, Quý Ma Ná Quát Thú, Pê Tá Quát Thú, Thê Rá Gá Tha và Thê Ri Gá Tha. Sau sự vấn đáp thường lệ, 13 bộ kinh này được gọi chung là tiểu bộ Khuddaka Nikaya. Theo các vị trưởng lão thuộc lòng kinh trường bộ, Đi Khá Nikaya nói rằng: Kinh tiểu bộ Khuddaka Nikaya được tụng đọc và phê duyệt chung với tạng Abhidhamma. Nhưng theo các vị thuộc lòng kinh trung bộ Majjhima Nikaya thì 13 cuốn sách này cùng với bộ Buddha Quang Xá và bộ Chariya Pitaka cộng chung là 15 bộ được đặt tên là tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya và được phân loại là kinh tạng Suttanta Pitaka. Những lời tuyên bố này dựa trên chú giải của bộ Silakhanda. Một thời tụng hay Phanawara là khoảng thời gian tụng một phần kinh tạng. Theo đồng hồ hiện đại của chúng ta thì khoảng nửa tiếng đồng hồ. Việc nêu danh các vị tỳ khưu trưởng lão quan trọng, đó là trưởng lão Mahakassapa, trưởng lão Upali và trưởng lão Ananda, trong những chức vụ khác nhau, được ghi lại trong bộ Quý Ná Giá Chun Lá Quát Gá Banchasati Lakhandaka. Như vậy, trưởng lão Ananda là vị tỳ khưu quan trọng trong cuộc kiết tập lần thứ nhất, trả lời lưu lót tất cả những câu hỏi liên quan đến Pháp Bảo, gồm tạng kinh và tạng Abhidhamma. Đây là bài mô tả vai trò quan trọng của trưởng lão Ananda trong cuộc kiết tập lần thứ nhất. Sự viên tịch của trưởng lão Ananda. Vào thời kỳ của cuộc kiết tập lần thứ nhất, năm 148, Mahaera, trưởng lão Ananda ra đời cùng ngày với Đức Phật thọ 80 tuổi. Vào năm thứ 40, sau cuộc kết tập lần thứ nhất, trưởng lão thọ đến 120 tuổi. Trưởng lão xem lại mạng quyền của mình và thấy rằng chỉ còn sống thêm 7 ngày nữa. Trưởng lão nói điều này với các đệ tử. Khi mọi người biết được tin này, thì những người sống ở bờ bên này của con sông Rohini là nguyên nhân gây tranh chấp giữa hai bộ tộc Sắc Giá và Cô Lý Giá liên quan đến sự phân phối nước trong con sông ấy, dẫn đến sự thuyết giảng bài kinh Maha Samaya Sutta, nói rằng trưởng lão Ananda hưởng lợi lộc nhiều từ họ, và vì thế trưởng lão sẽ niết bàn ở trên bãi đất bờ bên này của con sông Rohini. Và những người sống ở bờ bên kia của con sông Rohini cũng nói như vậy. Khi nghe những lời nói này từ cả hai bên, trưởng lão Ananda suy nghĩ: người dân ở cả hai bên đều đem lại lợi ích nhiều cho ta, không ai có thể bác bỏ sự thật này. Nếu ta niết bàn ở bờ bên này của con sông, thì người dân sống ở bờ bên kia sẽ đánh nhau với dân chúng ở bờ bên này để tranh giành xá lợi của ta. Và nếu ta nhập niết bàn ở bờ bên kia của con sông, thì người dân sống ở bờ bên này sẽ đánh vì lý do trên. Khi ấy, ta sẽ trở thành nguyên nhân của sự xung đột giữa những người dân ở hai bên bờ sông. Để có sự hòa bình, thì ta phải là nguyên nhân của sự hòa bình. Nó tùy thuộc vào sự hành xử của ta. Sau khi suy xét như vậy, trưởng lão nói với cả hai nhóm người như vậy: thưa các thiện nam tín nữ sống ở hai bên bờ sông này, đã làm nhiều lợi ích cho tôi. Cũng thế, những thiện tín sống ở bờ bên kia cũng đã làm nhiều lợi ích cho tôi. Trong quý vị, không ai mà chưa từng làm lợi ích đến tôi. Xin các vị ở bờ bên này hãy hợp chung với các vị ở bờ bên kia. Rồi vào ngày thứ 7, trưởng lão ở trên không trung, cao khoảng 7 cây thốt nốt, ngồi kiết già trên cao, giữa con sông Rohini và thuyết pháp đến mọi người. Vào lúc kết thúc thời pháp, trưởng lão phát nguyện rằng thân xá lợi của Ngài sẽ chia ra làm hai phần, mỗi phần sẽ rơi xuống mỗi bên của con sông. Rồi trưởng lão nhập thiền đề mục Tê Chô Đa Tú, là nền tảng của các pháp thần thông. Khi xuất khỏi định ấy, lộ trình tâm liên quan đến thần thông sanh lên trong trưởng lão. Ở sát na động lực của lộ trình tâm ấy, thân của trưởng lão bốc cháy, và ngay sau khi kết thúc lộ trình tâm, tâm tử sanh lên và trưởng lão nhập vô dư niết bàn. Thân xá lợi đã tách đôi như trưởng lão đã nguyện. Một phần rơi xuống phía bên này của con sông, và phần kia rơi xuống phía bên kia. Dân chúng ở cả hai bên bờ sông đều khóc than thảm thiết. Sự bộc phát tình cảm vang dội, tựa như quả đất tự nó vỡ tung. Sự ta thán trong trường hợp này xem ra còn thảm thiết hơn lúc Đức Phật niết bàn. Họ đã than khóc suốt 4 tháng, rằng từ khi Đức Phật niết bàn, chúng ta tìm sự khuyên giải nơi vị thị giả của Đức Phật. Người mang y và bát của Ngài, nhưng giờ đây người mang y bát ấy đã không còn nữa. Chúng ta chẳng biết tìm khuyên giải ở đâu. Sự nhập niết bàn của Đức Phật đối với chúng ta giờ đây xem như đã hết. Samwega Gatha Ha Samyoga Quý Yoganta. Thật đáng sợ thay khi sự sầu bi ta thán vân vân đến với ta. Tất cả đều do sự kết hợp giữa vợ chồng, quyến thuộc, bạn bè, thầy trò, vân vân. Vì sự phân ly chắc chắn sẽ đến giữa những người thân mến, hoặc do sự chết, hoặc do rời xa. Ha Anicca Wattasankhata. Đáng sợ thay, sự sầu bi ta thán vân vân đến với ta. Tất cả những pháp hữu vi, những sản phẩm của nghiệp, tâm, nhiệt độ và chất dinh dưỡng, do bởi tánh chất vô thường của chúng. Ha Uppanna Chaphanganta. Đáng sợ thay, sự sầu bi ta thán vân vân đến với ta. Tất cả những hiện tượng có điều kiện, có tánh chất sanh khởi, vì chúng phải bị biến hoại và tan rã. Ha ha Sankhara Dhammata. Đáng sợ thay, vì khả năng bị chìm trong đại dương đầy hỗn loạn của đau khổ, là dòng danh sắc không thể thay đổi được, là những pháp hữu vi có đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã.